Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã gặp mặt các cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 71 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Công bố báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015, trong đó tỷ lệ học sinh dân tộc rất ít người đã được nâng lên đáng kể. Triển lãm chuyên đề linh vật Việt Nam giúp người xem hình dung cụ thể hơn về hình dáng và ý nghĩa của những linh vật thuần Việt qua các thời kỳ. Chiều ngày 22 tháng 12, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã gặp mặt các cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 71 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội cùng với Chính phủ, các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm đến chính sách đối với người có công, tạo điều kiện cho các cựu chiến binh trong xây dựng và phát triển kinh tế, mong các cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng. Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô cũng đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm hào hùng của một thời khói lửa, cùng niềm tin tuyệt đối với Đảng, lòng trung thành với Tổ quốc, các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô năm xưa đã không tiếc máu xương, dâng hiến cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất để cùng với quân đội cả nước giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Cũng trong chiều cùng ngày tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức cuộc thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đoàn Ngoại giao các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tại buổi họp, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết đại hội sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 1 năm 2016 tại thủ đô Hà Nội. Chủ đề của đại hội là tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tham dự đại hội có 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Và trong trường quay của bản tin thời sự lúc này, chúng tôi cũng đã mời đến giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để chia sẻ về kết quả hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và xin được cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, ngay sau khi hội nghị Trung ương 13 kết thúc và quyết định cái thời điểm tổ chức đại hội toàn quốc lần thứ 12 thì Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức thông báo Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Vậy thì theo ông, công việc này có ý nghĩa như thế nào và mang tới cái thông điệp gì ạ? Thì hội nghị Trung ương lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã kết thúc và đã đạt được những mục tiêu, những cái nội dung mà chương trình hội nghị đặt ra. Thì đối với các cái cơ sở đảng ở trong nước hoặc là các cái đơn vị trong nước mà việc thông báo kết quả hội nghị này đấy thì cũng đã là rất quan trọng. Nhưng mà đối với một cái đơn vị như là Ban Nội Trung ương tổ chức kịp thời thông tin, cái thông tin có tính chất đối ngoại này tôi cho là rất có ý nghĩa. Cái thứ nhất ấy, thì trong lịch sử các đảng chính trị nói chung, công việc của các đảng cũng ít khi được công khai, công bố một cách đầy đủ. Đối với đảng ta thì chúng ta cũng biết từ trước đến giờ nhiều các hoạt động của đảng cũng ít có cái thông tin để cho nhân dân có thể biết hết được cái quá trình làm việc của đảng như thế nào, nhất là một hội nghị trung ương. Thế thì chúng ta thấy gần đây thì các cái hoạt động của đảng ngày càng được công khai, dân chủ, từ cái quy trình làm nhân sự cho đến các hội nghị trung ương, cho đến đại hội. Tức là rất nhiều các công việc của đảng được công khai. Thì để cho nhân dân và bạn bè trên thế giới quan tâm theo dõi thì biết được cái hoạt động của đảng ta như thế nào. Thì đấy là cái ý nghĩa thứ nhất, tôi cho rằng là cái xu hướng dân chủ công khai minh bạch hoạt động của đảng đang càng ngày càng tốt hơn. Cái thứ hai là đảng ta là một đảng cầm quyền và một đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội, nên vai trò của đảng trong đời sống xã hội rất là lớn. Thì nhân dân trong nước quan tâm, mà nhân dân thế giới quan tâm, các chính phủ, các tổ chức quốc tế, vân vân, các đoàn ngoại giao đều quan tâm đến cái hoạt động của đảng, đặc biệt là những cái kỳ hội nghị như là hội nghị 13 vừa rồi. Vì hội nghị đó giải quyết những vấn đề lớn, những đường lối chủ trương của đại hội 12, nhân sự của đại hội 12, rồi cái cách làm việc, cung cách làm việc của đại hội 12 như thế nào. Thì đây là những vấn đề mà nhân dân thế giới quan tâm. Thế thì cái việc mà nhân dân thế giới quan tâm thì có nghĩa rằng là cái vai trò của đảng ta trên trường quốc tế, nhà nước ta trên trường quốc tế ngày được nâng cao,
và khẳng định rằng là Đảng ta đang lãnh đạo một cái nhà nước, cầm quyền một nhà nước ngày càng có uy tín và có trách nhiệm với cộng đồng thế giới. Cái thứ ba đấy, thì đối với các cơ quan đơn vị ở trong nước, các cái cấp bộ đảng trong nước ấy, thì cũng có điều kiện một số đơn vị tổ chức cũng đã có thể giới thiệu cái kết quả hội nghị 13 của Trung ương vừa rồi. Thế nhưng mà tôi cho rằng là trong nước thì cái chuyện này cũng là bình thường, trách nhiệm thì cũng phải giới thiệu thôi. Nhưng mà với cái việc mà cái cơ quan, các cái đơn vị làm công tác đối ngoại mà giới thiệu sớm ấy, thì cũng thấy rằng cái thái độ, cái tư duy về hội nhập của ta hiện nay ấy, là rất nhạy bén. Chúng ta muốn đưa cái thông tin này sớm nhất có thể đến bạn bè quốc tế để cho bạn bè thấy được rằng là tất cả những cái chuyển hướng, cái chuyển động, cái hướng đi của Việt Nam trong thời gian tới là như thế nào. Ông đánh giá như thế nào về công tác nhân sự của Trung ương trong nhiệm kỳ này và cụ thể là về quy trình, về tiêu chí lựa chọn và cả quy chế bầu cử nữa? Trong cái nhiệm kỳ này thì như hôm nọ tôi đã có dịp nói, cái công tác nhân sự thì được chuẩn bị có thể nói là bài bản hơn các cái kỳ đại hội trước. Thứ nhất là cái quy trình để mà cử một cái đội ngũ cán bộ nhân sự đủ các cái phẩm chất để ứng cử vào các ban chấp hành các cái đảng bộ, các cái cơ sở đảng ở địa phương cũng như ở trung ương thì làm rất là chặt chẽ, có dân chủ, tức là cái sự tham gia của đông đảo đảng viên và thậm chí có sự tham góp của nhân dân. Cái thứ hai đấy là cái chúng ta thấy rằng là cái quy trình lựa chọn ấy thì lần này ấy, đã có những cái tiêu chuẩn rất là rõ ràng, cụ thể. Mặc dù cái tiêu chuẩn cũng chỉ là một cái vấn đề thôi, còn rất nhiều vấn đề khác nữa, thì cái tiêu chuẩn lần này là rõ. Cái thứ ba đấy là để chuẩn bị một cái đội ngũ nhân sự như vậy đấy, thì Đảng đã có một cái số cái biện pháp khắc phục được những cái hạn chế trước đây. Ví dụ như là phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo. Đặc biệt là đối với cán bộ các cấp thì đều có cái chương trình đào tạo phù hợp với cái đội ngũ cán bộ đó. Ví dụ như là nhân sự trung ương cũng đã qua những cái khóa đào tạo để cập nhật những kiến thức, bồi dưỡng những kiến thức, đào tạo những kiến thức phù hợp với cái cương vị mà các đồng chí sẽ đảm nhiệm. Tiếp theo là cái việc, tôi cho là cái việc cũng là khá mới, tuy nhiên chúng ta cũng làm cũng không phải là mới đây đâu, đã làm lâu rồi, nhưng mà thời kỳ vừa rồi ấy, nó bài bản hơn. Đó là cái việc luân chuyển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cao, đi các cái địa phương, các cơ sở, thay đổi cái môi trường công tác để có cái nhìn rộng rãi hơn về những cái vấn đề liên quan đến cái vị trí lãnh đạo của mình. Thì đấy là những cái điểm tôi cho rằng là mới. Thế còn cái quy trình bầu cử, ứng cử thì lần này ấy, Đảng đã có một quyết định, có thể tôi cho rằng là trước đây cũng có những cái hướng dẫn nhất định, nhưng mà lần này có một quyết định khá là rõ ràng, đó là quyết định 244 năm 2014. Quy định cái thể thức, cái quy trình ứng cử, bầu cử, bỏ phiếu như thế nào để chọn lựa những đồng chí đủ tài đủ đức tham gia vào cấp ủy cũng như là ban chấp hành trung ương, cũng như là cái chủ trì các cái kỳ đại hội từ cấp cơ sở cho lên cấp trung ương. Có thể thấy là qua các nhiệm kỳ thì cái công tác chuẩn bị của chúng ta cũng đều tốt hơn rất là nhiều và được lần này là tất cả các mặt đều tốt hơn. Dạ, và vâng. Có cân nhắc, có tính toán rất cẩn thận, cẩn trọng hơn. Dạ, vâng. Thì tôi cho đây là chuyển biến lớn. Vâng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông đã có những cái chia sẻ vừa rồi và cảm ơn ông đã đến trường quay của chúng tôi. Và bản tin xin được tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Để chuẩn bị cho hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm luật phòng chống tham nhũng sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 3 năm 2016, phiên họp chuẩn bị cho hội nghị diễn ra vào chiều ngày 22 tháng 12 với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Chanh, hiện đã có 36 trên 57 bộ cơ quan ngang bộ và 35 trên 63 tỉnh, thành phố hoàn thành dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy một số đơn vị cơ sở vẫn chưa hoàn thành báo cáo tổng kết, chất lượng dự thảo báo cáo của một số nơi còn chưa cao. Nhiều nơi khi làm việc với đoàn kiểm tra thì nêu nhiều vấn đề vướng mắc nhưng trong báo cáo lại không thể hiện rõ ràng, làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng dự thảo báo cáo của Ban chỉ đạo trên toàn quốc. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình kết quả 10 năm thực hiện luật này, đồng thời đưa ra những giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, rút ra bài học kinh nghiệm để hoàn thiện căn bản hệ thống chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, trọng tâm là việc sửa đổi toàn diện luật phòng chống tham nhũng và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác này giai đoạn 5 năm tới.
Một đường dây đánh bạc trên mạng có quy mô lớn cả ngàn tỷ đồng đã vừa bị triệt phá. Sáng ngày 22 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự C45 Bộ Công an đã tiến hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Gong Bun Leong, quốc tịch Singapore, về tội tổ chức đường dây đánh bạc trên Internet quy mô lớn tại Việt Nam. Cùng bị bắt với Leong là ba đối tượng người Việt Nam sống tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Leong quốc tịch Singapore có vai trò cầm đầu. Khám xét nơi ở của Leong tại quận Bình Thạnh, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều thẻ tín dụng, sổ sách, chứng từ giao dịch tại ngân hàng cùng nhiều thiết bị liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng Dafabet có máy chủ đặt tại Philippines. Leong chính là kẻ cầm đầu mạng lưới cược Dafabet chi nhánh tại Việt Nam. Và khi đối tượng này sang Việt Nam trực tiếp điều hành thì bị phát hiện và bắt giữ. Cơ quan công an cho biết mạng lưới đánh bạc Dafabet đã hoạt động tại Việt Nam từ 2 năm qua. Đến khi bị triệt phá thì đã có hàng nghìn người tham gia đánh bạc qua mạng này với số tiền lên tới cả nghìn tỷ đồng. Trên cơ sở thỏa thuận giữa Việt Nam và Campuchia, lễ khánh thành cột mốc 30 trên biên giới đất liền giữa hai nước và đoạn đường nối hai trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Ozazao sẽ diễn ra ngày 26 tháng 12 năm 2015 tại xã Yan Nan thuộc huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Cùng ngày, lễ khánh thành cột mốc 275 tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên Phnom Đân đã diễn ra tại xã Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ cùng tham dự lễ khánh thành tại tỉnh Gia Lai vào sáng ngày 26 tháng 12 năm 2015 và cắt băng khánh thành cột mốc 275 tại tỉnh An Giang vào chiều ngày 26 tháng 12 năm 2015. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin: Việt Nam chủ động trong nghiên cứu và sản xuất vaccine để phòng tránh dịch bệnh. Triển lãm chuyên đề linh vật Việt Nam giúp người xem hình dung cụ thể hơn về hình dáng và ý nghĩa của những linh vật Việt qua các thời kỳ. Chiều ngày 22 tháng 12 đến thăm và chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng lễ Giáng sinh an lành và hạnh phúc đến đồng bào Công giáo trong cả nước. Trong năm qua, đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia các hoạt động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là tham gia xóa đói giảm nghèo, chung tay bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu. Những đóng góp của đồng bào Công giáo ngày càng sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Nhân cũng đánh giá cao Ủy ban Đoàn kết Công giáo đã tổ chức thành công hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo toàn quốc và kiện toàn tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo ở các địa phương, qua đó góp phần vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việt Nam là một trong 39 nước có khả năng nghiên cứu và sản xuất vaccine và cũng vừa được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận về hệ thống quản lý chất lượng vaccine. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm vaccine năm trong một thời gian qua đã cho thấy việc chủ động trong nghiên cứu và sản xuất vaccine có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để phòng tránh dịch bệnh. Đây cũng là nội dung của cuộc hội thảo Sản phẩm và Quốc gia vaccine Việt Nam phát triển và hội nhập do Bộ Y tế tổ chức với sự tham gia của đại diện nhiều bộ ngành và các đơn vị sản xuất vaccine. Hiện nguồn lực tài chính đầu tư cho nghiên cứu và sản xuất vaccine còn hạn chế, trong khi chúng ta có tiềm năng để phát triển. Đây cũng là ý kiến của các đơn vị sản xuất vaccine tham gia hội thảo này. Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đã đưa ra 3 phương án đề xuất với chính phủ, trong đó nhấn mạnh tới vấn đề tái cơ cấu các cơ sở nghiên cứu và sản xuất vaccine. Chúng tôi thấy rằng là nếu mà đáp ứng được cái mục tiêu của chương trình sản phẩm quốc gia mà đến năm 2017 chúng ta có bắt đầu có cái sản phẩm và đến 2020 thì chúng ta thương mại hóa và tiến tới xuất khẩu như cái mục tiêu của chương trình đã đề ra. Chính vì thế cho nên là SCC mong muốn tham gia với tư cách là nhà đầu tư chính phủ, thì cái việc sản xuất vaccine này nó vừa đáp ứng được các cái ý nghĩa về mặt kinh tế nhưng mà cũng đồng thời là các ý nghĩa về mặt xã hội, mặt chính trị. Để chủ động trong cung ứng, Bộ Y tế đang nghiên cứu và đưa vào sản xuất vaccine 6 trong 1 là bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, bại liệt, viêm não mô cầu. Khó khăn đầu tiên mà các nhà nghiên cứu gặp phải đấy là phần vấn đề công nghệ.
Công nghệ thì sẽ bao hàm cả những cái công nghệ là các cái công nghệ của những cái thành phần vaccine mới. Thứ hai là công nghệ trong cái việc phối trộn các cái vaccine này vào nhau. Thì hiện nay đối với các cái công nghệ này đều được có sự phối hợp và cũng đã có những cái bước chuyển giao công nghệ hay chuyển giao kỹ thuật. Đối với sản phẩm vaccine thì một cái yêu cầu đòi hỏi là cái vấn đề về nhà xưởng và cũng như là cái cơ sở để có thể sản xuất các thành phần vaccine này. Tất cả cơ sở sản xuất vaccine cần phải cái nguồn đầu tư cụ thể cho nhà xưởng, cho con người để ta có thể sản xuất các vaccine thành phần và tiến tới là sẽ sản xuất được các vaccine phối hợp trong tương lai. Theo mục tiêu của chương trình sản phẩm quốc gia vaccine phòng bệnh cho người, đến năm 2020, nước ta sẽ sản xuất và thương mại hóa được ít nhất 7 loại vaccine. Một trong những cái khó khăn lớn nhất của cái vaccine đó là cái khoa học công nghệ, và chúng tôi cũng đang tích cực phối hợp với Nhật Bản, với một số nước khác để trong vấn đề về chuyển giao công nghệ và phối hợp trong đồng nghiên cứu phát triển về vaccine mới, là vấn đề về vốn đầu tư. Thì có thể nói rằng là trong thời gian qua thì các công ty vaccine của chúng ta cũng rất là khó khăn. Và Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo đối với các công ty này làm việc đối với các cơ quan khác nhau, kể cả về khối ngân hàng và kể cả tổng công ty vốn đầu tư của nhà nước, để có thể có những cái cơ chế chính sách để trong vấn đề tương lai chúng ta có cái đầu tư cho sản xuất vaccine nội địa của chúng ta. Nhìn chung, nguồn cung vaccine trên toàn cầu tiếp tục khan hiếm. Và nhiệm vụ đặt ra cho ngành y tế càng trở nên nặng nề khi phải đẩy nhanh hơn tiến độ nghiên cứu và sản xuất vaccine mới. Hy vọng đến năm 2017-2018 sẽ có vaccine 6 trong 1 của Việt Nam, và đến năm 2020 thương phẩm sẽ được đưa ra thị trường cho người dân sử dụng. 95,9% tỷ lệ học sinh dân tộc rất ít người hoàn thành kiến thức, tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, cấp tiểu học đạt hơn 99%, cấp trung học cơ sở đạt hơn 98%, chất lượng giáo dục cũng đã được cải thiện rõ rệt. Đây là những kết quả đáng ghi nhận tại 6 tỉnh có dân tộc rất ít người, gồm Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, Nghệ An, Kon Tum, được công bố trong báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo diễn ra vào ngày 22 tháng 12 tại Hà Nội. Tính đến tháng 10 năm nay, các địa phương đã xây dựng được 96 phòng học, 86 phòng công vụ giáo viên. 95% trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi dân tộc ít người được đi học 2 buổi một ngày theo chương trình giáo dục mầm non mới tại các trường lớp mẫu giáo, thôn bản công lập. Tổ chức tập huấn cho hơn 700 giáo viên và cán bộ sở phòng giáo dục. Chất lượng giáo dục ở các cấp cũng đã được cải thiện rõ rệt. Cái hiệu quả tốt nhất ấy là thứ nhất ấy là cái đề án này đã thay đổi được cái nhận thức của đồng bào và dân tộc rất ít người. Ngày xưa thì họ cái chuyện con gái đi học là họ không quan tâm tới, nhưng sau cái đề án này thì cái nhận thức họ thay đổi. Cái vấn đề thứ hai á, là sau cái 2023 này á, thì cái cơ sở vật chất diện mạo các trường ở vùng khó là thay đổi. Học sinh là có trường lớp học tốt, có những cái trường nội nhà ở nội trú. Cái thứ ba ấy, là chúng tôi thấy là cái chất lượng giáo dục của những học sinh này đã được nâng lên rất rõ rệt. Từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thừa nhận những hạn chế trong 5 năm thực hiện đề án, như chưa tiến hành khảo sát kỹ lưỡng, dẫn đến quy hoạch chưa sát với thực tế. Việc xây dựng cơ sở vật chất đối với các điểm trường chưa đạt kết quả do thiếu kinh phí. Ngoài cái ngân sách trung ương thì chưa huy động được các cái nguồn lực khác để đầu tư mà xây dựng các cái điểm trường đấy. Và một thực tế hiện nay thì tại các cái trường mà có học sinh dân tộc rất ít người, chúng ta cũng gặp khó khăn về cơ sở vật chất. Bởi vì các cái điểm trường cũng như các cái trường đấy, chúng ta tổ chức bán trú và thành lập các cái trường bán trú thì khó nhất hiện nay là các cái nhà ở, cái khu ở nội trú cho các cháu vẫn còn trong tình trạng là khó khăn và thiếu thốn. Cũng theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc ít người giai đoạn 2010-2015 vừa là tiền đề, vừa là bổ sung cơ sở thực tiễn trong việc xây dựng chính sách giáo dục đặc thù mới cho các dân tộc ít người trong giai đoạn mới. Xây dựng cái kế hoạch để phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là các cái dân tộc rất ít người. Trước hết là cái chính sách này đã hết hiệu lực vào cuối 2015, cho nên chúng tôi cũng sẽ báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài cái việc thực hiện chính sách này, và cũng mong muốn phối với các bộ ngành khác để xây dựng tiếp tục xây dựng cái chính sách phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người trong cái giai đoạn tới.
Phát triển giáo dục, nâng cao trình độ dân trí cho các dân tộc ít người là góp phần phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững mục tiêu bảo tồn và phát triển cộng đồng, cải thiện đời sống, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của các dân tộc ít người trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Việt Nam xếp thứ 16 trên thế giới về đa dạng sinh học và là một trong 10 trung tâm đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới với nhiều kiểu hệ sinh thái, nguồn gen đặc hữu. Thế nhưng công tác bảo tồn và phát triển sinh thái của các vườn quốc gia này gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề tài chính. Và để cải thiện những khó khăn, dự án khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam, gọi tắt là dự án PA đã được triển khai. Dự án phối hợp giữa UNDP và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công tác đánh giá, rút kinh nghiệm từ dự án đã diễn ra vào chiều ngày 21 tháng 12 tại Hà Nội. Theo các chuyên gia quốc tế, cơ chế tài chính hiệu quả làm tăng nguồn thu cho các khu bảo tồn là một nhân tố quan trọng tác động tới hoạt động quản lý bảo tồn đa dạng sinh học. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều khu bảo tồn ở Việt Nam có nguồn thu dựa hoàn toàn vào ngân sách nhà nước, chỉ một số các khu bảo tồn nhận được nguồn tài trợ không thường xuyên của các tổ chức quốc tế. Do đó, tìm ra các nguồn tài chính mới để bổ sung trong nguồn tài chính hiện có của các khu bảo tồn là một nhu cầu thực tế. Từ năm 2008, các chuyên gia cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường đã nghiên cứu và xác định thì vào cái thời điểm đó, Việt Nam đã có khoảng hơn 100 khu bảo tồn rồi. Nhưng việc quản lý các khu bảo tồn nói chung và quản lý đa dạng sinh học nói riêng trong khu bảo tồn gặp khá nhiều các cái trở ngại khó khăn. Các nguồn lực tài chính huy động cho công tác bảo tồn nói chung và cho công tác vận hành các cái khu bảo tồn Việt Nam còn rất là hạn chế, chưa đa dạng. Vườn quốc gia Cát Bà có đa dạng sinh học cao nhất Việt Nam. Đây là nơi đầu tiên được thành lập bao gồm đủ hệ sinh thái, tài nguyên động thực vật rừng và biển. Năm 2014, vé tham quan khu bảo tồn tăng trung bình từ 20.000 đồng lên 40.000 đồng. Ước tính, tổng kinh phí thu được khi áp dụng phí tham quan mới tăng 1,2 tỷ đồng một năm. Toàn bộ kinh phí được tái đầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị du lịch sinh thái vườn quốc gia. Điều chỉnh phí tham quan và cho thuê dịch vụ môi trường phát triển du lịch tại vườn quốc gia là một giải pháp thành công từ dự án PA, dự án do UNDP hỗ trợ từ năm 2010 đến năm 2015 tại ba vườn quốc gia Bi Đúc Núi Bà, Cát Bà và Xuân Thủy. Trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng gặp được rất nhiều những cái kết quả đạt được, như là xây dựng được cái quy chế phối hợp giữa các cái tổ chức chính trị của địa phương với vườn quốc gia Cát Bà trong công tác quản lý phí và thu phí. Rồi là cũng đặc biệt là nâng cao được cái nhận thức của cán bộ công nhân viên chức của vườn quốc gia Cát Bà trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Ba vườn thì đã đưa ra được các cái đề án, mà những cái đề án về cơ bản tập trung vào hai khía cạnh. Thứ nhất là tăng các cái nguồn thu cho vườn để phục vụ cho công tác bảo tồn, đồng thời tăng cái nguồn thu để mà phục vụ quay trở lại cho vấn đề bảo tồn ở tại địa phương đó. Việc phát triển du lịch sinh thái thông qua hoạt động thu phí tham quan là một giải pháp quan trọng để các vườn quốc gia xây dựng cơ chế tài chính bền vững. Ngoài ra, mức thu phí đúng giá trị thực nguồn tài nguyên du lịch sẽ góp phần bảo tồn, phát triển vườn quốc gia tại Việt Nam. Triển lãm chuyên đề về linh vật Việt Nam đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội. Triển lãm trưng bày gần 100 hiện vật giúp người xem hình dung cụ thể hơn về hình dáng và ý nghĩa của những linh vật thuần Việt qua các thời kỳ, nhằm giới thiệu rộng rãi hơn nữa đến công chúng, nhất là những thế hệ trẻ, về ý nghĩa của các hình tượng linh vật Việt Nam. Và sáng ngày 22 tháng 12, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề Văn hóa truyền thống Việt Nam qua các hình tượng linh vật. Chương trình thu hút đông đảo các bạn trẻ sinh viên trong nước và nước ngoài tham gia. Là sinh viên đang theo học tiếng Việt tại Việt Nam, các bạn sinh viên Trung Quốc này vô cùng thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng và tìm hiểu về linh vật truyền thống Việt. Buổi tham quan tạo cơ hội giao lưu với bạn bè Việt Nam, cùng nhau khám phá đặc trưng và ý nghĩa của linh vật, cũng như lịch sử và văn hóa Việt Nam, từ đó giúp ích cho việc học tập của mình. Những linh vật được trưng bày tại bảo tàng giúp em hiểu hơn về văn hóa truyền thống Việt Nam. Em thấy được rằng người Trung Quốc thường tin thờ rồng, phượng, người Việt Nam cũng vậy. Ngoài ra còn tin thờ cả thần rùa. Đây là điểm khác với văn hóa Trung Quốc. Thông qua hình tượng các linh vật có thể giúp em hiểu hơn về đời sống tinh thần, văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam. Trong tâm tưởng thì vẫn chưa hiểu biết nhiều về linh vật nên đến và tìm hiểu. Em cảm thấy nó rất là lý thú
nó cho em cái sự nhìn nhận sâu sắc hơn. Văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc họ rất khác nhau rất chi rất nhiều chiều, em cảm thấy tự hào về văn hóa của mình. Không chỉ tham quan, các bạn sinh viên còn được trò chuyện với chuyên gia, qua đó được giải đáp kỹ hơn về những vấn đề văn hóa mà mình quan tâm. Tại buổi tọa đàm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Lâm Biển giới thiệu về hệ thống các linh vật thuần Việt cũng như ý nghĩa đặc trưng của nó. Một cái mở đề để chúng ta bước vào những cái vẻ đẹp của những linh vật mà mang tính người và mang ước vọng của con người, không phải ở một cái buổi tọa đàm mà nó phải nằm ở cái giáo dục thường xuyên. Và cái trách nhiệm ấy không phải chỉ dừng lại ở các nhà nghiên cứu, mà cái nó phải được mở rộng hơn ở cái sự tuyên truyền. Để hưởng ứng công văn số 2662 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về việc người Việt sử dụng linh vật Việt và loại bỏ các linh vật ngoại lai ra khỏi các di tích lịch sử, văn hóa và nơi công cộng, những hoạt động như thế này cần được tổ chức thường xuyên và rộng rãi hơn, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và khơi dậy tinh thần dân tộc trong mỗi người. Và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.